Câu chuyện quả bóng của thỏ con. Sáng chủ nhật, thỏ con xin phép mẹ đi chơi. Mẹ ơi, mẹ cho phép con đi chơi đá bóng cùng các bạn nhé. Thỏ mẹ đồng ý và dặn: Được rồi, nhưng con đừng chơi bóng ở gần đường. Vâng ạ, con nhớ rồi mẹ ạ. Thỏ con tung tăng cầm quả bóng đi tìm sóc và quên mất lời mẹ dặn. Nhìn thấy sóc, thỏ gọi: Sóc ơi, ra đây chơi đá bóng cùng với tớ đi. Ôi, thích quá, tớ chơi vậy. Thỏ và sóc cứ mải mê chơi đá bóng bên lề đường. Hai bạn truyền qua, truyền lại. Bất chợt, bóng văng ra đường. Thỏ chạy theo bóng. Đúng lúc ấy, chiếc ô tô của bác cấu đi ngang qua, phanh kít một cái. Thỏ con giật mình, ôm tài khóc nức nở. Sợ quá, sợ quá. Bác gấu bước xuống xe, dẫn thỏ vào lề đường. Thỏ, cháu có bị làm sao không? Thỏ con đáp lại: Dạ, cháu sợ quá bác ơi. Bác gấu ân cần dặn dò: Thỏ, các cháu không được chơi bóng ở lề đường và gần đường giao thông đâu. Như vậy là làm cản trở xe qua lại và rất nguy hiểm. Lần sau, các cháu chỉ được chơi bóng ở trong sân và ở những khu vui chơi dành cho trẻ em thôi nhé. Thỏ con ân hận: Dạ, cháu biết cháu sai rồi ạ. Cháu xin lỗi bác gấu. Sóc đứng gần đó: Dạ, chúng cháu nhớ rồi. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Thế rồi, bác gấu đưa thỏ và sóc trở về nhà.